Thưa sư phụ, rồi con thấy đa số là người Mỹ á sư phụ, người Mỹ có, Mỹ đen có, đủ thứ đó. À nhưng mà giờ con xuống dưới lầu á, con kiếm Mỹ, Mỹ đen, con kêu nó mày ai về là Phật đi, nó bọt tại con liền á, con hiểu không? Đó là lý do tại sao sư phụ là mang nửa thân người, nửa không phải thân người. Phụ rất là tức, rất là đau lòng. Mình cho nó một số Super Bo, 6 số chúng hết. Đặt đi con, đặt chúng, đặt đi chúng. Mà không ai chịu đặt không, còn chửi mình ảo nữa. Thằng sư phụ đã nói rõ mấy cái clip, tất cả đa số trừ các con ra, trong mắt của sư phụ đều là ảo luôn, ảo hết, không có, họ không có thật. Trừ mấy đứa con ra hiểu thì không sao, còn ngoài những đứa mà người mà không hiểu á, đều là trong mắt sư phụ là ảo. Con hay nằm mơ thấy sư phụ. Đây, cảm ơn. Tại sao sư phụ dám nói Putin ảo, Tập Cận Bình ảo, Bắc Trọng ảo, Võ Văn Thượng ảo, Nguyễn Minh Chính ảo, tất cả những người giàu ảo, năm loại mà sư phụ nói là ảo, là về nhiều lúc sư phụ nản quá, tôi không có bạn tâm sự với bạn nào làm ăn với mình, mấy người giàu á, nó cũng có cái lối để mà nó tìm cái nguồn vui của nó bậy bạ ra này nọ, thì không có bạn ngoài đời nhiều, chỉ có sư mẫu với mấy vị thôi. Bạn của sư phụ cũng là hộ pháp, sư phụ là mấy vị là bốn rồng. Mỗi lần sư phụ ngồi nói chuyện với Thích Long với mấy vị mấy ngày hả, ba vòng vòng quấn sư phụ vậy nè, gió mấy con có tới chỗ sư phụ phải không? Cái phòng đó, tại vì đông người thì mấy ngày nghiêm trang, mấy ngày không có làm tiếng động thôi, một mình sư phụ thôi, cái phòng nó mấy miếng kiến nó muốn ngã luôn vậy đó. Cái pressure mấy gì mạnh lắm đó, nếu sư phụ buồn ngồi chơi mấy gì cho mấy ông. Sư phụ rất là thật, sư phụ là một người rất là thực tế, không có phải là ảo. Mà tại sao á 8 tỷ người trên thế giới họ ảo mà họ lại nói ngược lại sư phụ là ảo? Mười nghìn năm mới sư phụ mới trở lại chỗ này, mười nghìn năm mới có cái hiện tượng gọi là mấy ông rồng xuất hiện một lần, còn sư phụ tái sanh rất là nhiều lần, vô nước Việt, vô Mỹ, vô cho Thái, vô này, vô nước này nước kia. Mà hôm nay mấy chơi về rất là hiện hữu, sống với mình, vì hôm nay là cái thời tận thế, Đức Thầy sẽ xuất hiện, cho phụ sẽ xuất hiện. Bao nhiêu tiên tri mà bao nhiêu nghìn năm, từ lúc mà Notre Dame tới giờ là biết nhiêu nghìn năm, thì hôm nay đều sẽ xảy ra hết. Kinh của Công giáo, kinh của Hồi giáo, kinh của Phật giáo là đang trong xảy ra trong cái thời điểm này. Tất cả những cái kinh điển tiên tri đều đi về một mối một, cuối cùng một vị chuyển linh luân thánh dương, con của Thượng Đế sẽ xuất hiện và sẽ cứu rỗi nhân loại đi về trời. Đó là đang nói chuyện của con á. Là thiệt, cứu bằng cách nào? Chẳng lẽ cứu là phải đi kéo từng người đang lặn hợp với nước, gọi nước là khỏi ta bà đi, cõng từng người lên vai, đưa cái đuốc, đưa con kinh, chỉ 12 giới luật, đó là cứu rồi đó. Chỉ hướng, hướng trên á, hướng trái tim là đi về cha mẹ. Trái tim mà đấy, thì mắt nhãn là đây nè, chứ không lẽ Đức Thầy nói sáu quyển kinh thư thiền mắt nhãn ở núi Cấm, mấy người nhí đồ thấp đồ cao đồ họ tưởng là chiếc thiền mắt nhãn thiệt, họ bảnh họ cũng có làm chiếc thiền thiệt á, cho nên cái ăn đô cái mấy ngày đó tiên cơ mà là cái lý của mình thôi, mà mấy cái thiền đó mà có lên rồi đi đâu? Thiền này mới về trời thiệt á. Đấy thì
này chứ vẽ trên cái chén này nó sẽ đến ngày mấy con quỷ cái sắc tàm này thôi à, chứ nó cũng hiện trên này. Và đồng thời mỗi ngày mình đeo cái này là mình đã lên thiện, là mình đeo dấu này đúng không? Ngủ cũng đeo, sáng cũng đeo là mình đang ngồi trên thuyền rồi. Sư phụ có nói trên mạng là đeo cái này là hết Covid. Tôi Vinh nói đeo cái này nó sẽ hết Covid với cái người đó có cảm ứng và phải đầu chút đề đi qua cái mùa Covid. Sư phụ nói rõ, nhưng mà cái đám xuyên tạc kiểu nào nó cũng nói chứ. Đâu có ai mà nói là bây giờ một đứa tội nghiệp nặng hay là một cái thằng trong năm loại khó độ, tự nhiên cái đứa này đeo cái là nó hết liền à? Cái này đâu phải là thuốc tiên, nó là màu nhiệm thật. Tất cả những vị thiện thần đã hộ tiệc, nhưng mà mình cũng phải có công đức và mình cũng phải làm cái gì, làm cái là cái tâm của mình á, thứ nhất là phải quay đầu với cha mẹ thì quả mai phải không. Còn cái tâm nó ngã mạng, nó cứ đeo rồi có cái ông sáng rồi, có nhiều người đeo ngộ lắm, lấy cái này cái sỏ vô lỗ trái tim mới đeo ngược nhìn nè, làm cái đầu này đeo không, cứ vậy đó, đeo để cho có, để cho vợ tôi thương tôi thôi, không là tử, không lấy, không thôi, có thấy tức cười không, tức là không có một chút xíu quay đầu, khi mình quay đầu là mình có cái phua cái ngưỡng mộ, cái respect, cái tôn kính. Còn đeo mà để cho vợ tôi thương mà thôi. Cái bữa tôi thấy lấy cọng dây á, ở đây nó có lỗ nè, bỏ ngược lại vậy mà đeo lon con nhiều cũng đeo được. Ở đây ta khoan cái lỗ cho này ta đeo không? À bữa có người tử kia, nãy trên núi á. Còn chuyện con đọc đề bi thì thấy mấy vị hiện tượng đó tốt nhất. Khi con ngủ trong phòng con không phải là cái phòng ngủ, phòng con nó như là cái sân gì á, người ta đi đông dữ lắm, đi qua đi lại mà có người lớn người nhỏ con nít mà nó gặp con nó cười nữa. Tại mình nghe cô đơn quá, muốn tiếp xúc với cái thế giới three dimension của chúng ta, còn con là vừa truyền hát cho nên nó mới phải. Có lúc con ba rưỡi rồi nó 4 dimension, con bạn 3.5. Dạ có lúc là con như đi làm về, đi tiệm nail về nhà cái gội đầu sạch sẽ rồi ngầm trên sofa để phơi cái đầu tóc cho khô. Cái bữa đó con thấy thằng đó là Ấn Độ sư phụ, con đang ngầm ở trên sofa cái nó ngủ, nó ngồi trên cái kệ sofa, nó cầm cái điện thoại nó coi, nó mặc áo màu hơi kaki và cái quần thì màu xanh đọt chuối, cái nghe nó cười hí hí mà con cũng cười hí hí luôn nữa. Ghen chồng có ghen không, nó nói bà cười không khí hả? À bà cười không khí hả? À, bà đấy nó nói bà không, bà này bà điên, vợ tôi bữa nay điên nặng nè, cười không khí. Con cười con không biết luôn á, con không biết thì cho nên mình là có cái đó. Lâu lâu á con đặt cái bàn con cho nó ăn mớ, nó đòi ăn mà bây giờ con không có thấy nữa cái người đó. Thiếu gì ma quỷ mà nó đi ngheo ở trong nhà con á. Này của cái đệ tử lớn tuổi của hắn tặng cho kêu tôi buồn rồi để nói chuyện ngay em đệ tử mà sợ lăng á đúng không ạ.